Chào quý vị khán giả, chào quý vị khán giả nè. Đứng đây ngắm hoa. Đó con theo hoa đẹp không? Luôn. Nè hoa đẹp đó con. Đó. Mày không biết thưởng thức gì trơn à. Nè nè, đó hoa đó. Nè 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 nè. Chiều đi ngắm cho mọi người qua lại ha. Rồi đi đi thăm hỏi coi. Đi, đi, đi ngửi coi đi đi luôn đi ngửi coi có trái tỏi là chín không đô nè ngửi coi nè tỏi chín không nè đi lô rất là thích ăn tỏi nha các bạn đó trèo lên chín đó ngửi rồi đó các bạn đó tự hái nha đi coi đó hái đi chủ cho con hái mà mỗi bữa nó kéo bao ra luôn nha đó đó nó kéo bao thiệt nha đó nó theo ổi chín rồi nó kéo bao kìa đó con Milo biết hái ổi nha bạn đó giờ coi con Milo hái ổi thiệt á là cái ổi nó chín rồi các bạn Milo hái đó Milo các bạn hái không được rồi giờ cầu cứu chủ rồi trời ơi Milo hái được trái ổi rồi nha quý vị khán giả Milo nè Milo rất thèm ổi cuối tuần mà nghe nói Milo đi hái ổi là Milo mừng lắm thôi để chú xé ra cho một chút vô mới cắt ra được cho nó dành với mình đó đó con ăn vỏ chú ăn ổi ơi rồi con vỏ chú ăn ổi nha mà thiệt trái ổi này chính thiệt mà Milo nó lại nó hửi hay lắm đi hái ổi nha Lô ơi. Lô nè, đi con. Bài này lấy cái dao chụp cái ổi cho ăn. Thôi chút vô nè. Chụp đi, chụp được chụp cho. Nè. Chạy mệt quá rồi hả? Nè. Rồi. Trời ơi, này chắc chút lô ăn cháu quay cháu ăn hết nha. Rồi tha trời ơi chạy tuốt rồi. Chút chút như mang vô. Để cho anh trẻ ta. Rồi bây giờ nằm ăn rồi đó. Bây giờ không thèm dạo nữa các bạn. Bây giờ giật được cái ổi nằm ăn. Đó, ai đó Milo không biết ăn ổi đâu. Tự hửi biết ổi chín rồi giật hái liền liền luôn đó nhưng mà cầu cứu bà chín hái xong là giật cái ổi nằm cạp để bà chín qua lấy cái con dao cắt cái ổi ra cho Lô ăn các bạn. Cái trái nào không mẹ? Đây. Còn một trái không được Milo cướp nè. Xẻ ra cho nó ăn. Đó đứng ăn ngon lành mà. Tha vô luôn. Tha vô chứ. Chứ bà chín trẻ ra cho con ăn. Trời ơi, cũng cái tật ham ăn à. Cướp nữa à. Đây mày cầm dao con cầm cái ghê quá. Chú ấy cho miếng chú trẻ cho nè ừ.
Rồi, rồi đứng lên chào quý vị khán giả mà lên. Rồi bự quá rớt rồi. Thèm quá trời thèm mà. Không có con chó nào thèm ổi như Milo hết trơn. Rồi đứng lên chào quý vị khán giả con. Nè. Milo xin chào quý vị khán giả. Milo là đứa bé thèm ổi nè. Nè. Nè ngậm cái ổi đi rồi chào quý vị khán giả, để cho quý vị khán giả biết Milo cái thằng ổi. Giờ Milo không muốn chào nha. Đang ăn hả? Chỉ muốn ăn ổi thôi các bạn ơi. Thôi giờ cho nó ăn ổi đi. Để tội nghiệp đó quá. Nè nha. Đây nè, ham ăn quá à. Đã dành miếng bự ha, cái nhỏ không có chịu, không ăn miếng bự thì ăn không được. Nè. Cười ăn kìa. Cái nước ăn của nó. Ăn rồi ghé cái chân lên chân mà chín không chịu. 21 mình trồng ổi nhiều cho Milo quảng cáo nè. Ổi ngon đến nỗi mà con chó ăn không ngừng luôn. Cảm ơn ông bà cô chú đi luôn. Nè. Ngậm trái ổi đi nè, ngậm trái ổi rồi. Cảm ơn ông bà cô chú. Nè 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 nè, ngậm trái ổi, ngậm trái ổi. Ngậm trái ổi chứ sao ngậm cái tay chủ? Hả? Ừ. Ngậm trái ổi. Đó. Rồi đứng lên. Cảm ơn ông bà cô chú đã ủng hộ Milo. Rồi. Rồi vẫn thích trái ổi thôi. Rồi đi lên trái ổi vô nha. Coi nè. Bây giờ ở ngoài vườn luôn nha. Ở ngoài vườn luôn á. Chủ đi vô con ngoài vườn luôn nha. Chủ đi vô con nó làm sao. Bây giờ nó giúp mình nó ôm cái ổi ở lại ngoài vườn nha các bạn. Ủa sao bỏ trái ổi hả? Vô. Đi vô không qua. Không qua mới lên. Mình đi qua nó mới qua nha. Mình đi qua là nó che chính mình luôn à. Mình nó che kiểu té nè. Rồi không qua. Rồi đi lại đập cá nữa kìa. Tiếp tục đi đập cá. Tiết thành long nữa đó. Tiết thành long. Đi vô thì giao con. Ghê lắm. Vô mi long. Này không có bưởi lên thanh long với Milo không có gì phúc mà bưởi vừa uống vừa là tốt hết rồi vô nè thôi không có gì phúc ăn bưởi tôi ăn lá bưởi thôi nè trái bưởi nè hái đi nè cúp Milo nè trái bưởi lọc phòng nè. Này cũng đi luôn. Thôi đừng có hái trái bưởi của tôi nha. Ở đây, vô.